chiến tranh và người tị nạn. Tôi nhớ là cuối năm 1979, có rất nhiều người dân tị nạn từ Đông Nam Á di dân đến Hoa Kỳ. Đầu tiên là những người Việt Nam, tiếp đó là những người tị nạn đến từ Campuchia, Lào, thậm chí chúng tôi còn có những người tị nạn đến từ Hungary. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì những người giúp đỡ toàn bộ dân tị nạn lúc đó là những tín đồ đạo Thiên Chúa, và sư phụ đã khuyến khích chúng tôi hãy đại diện cho Phật giáo để thành lập một chương trình chuyên cứu trợ những người tị nạn này. Địa điểm cứu trợ là ở Vạn Phật Thánh Thành. Theo kế hoạch, chương trình lần này sẽ bảo trợ cho cả người lớn và trẻ em. Vì vậy mà trẻ em tị nạn được sắp xếp đưa đến trường của chúng tôi. Cũng là bởi nhân duyên này mà trường chúng tôi có đủ học sinh, cho nên các trường tiểu học và trung học được chia thành trường nam sinh và trường nữ sinh. Trước đây thì nam nữ học cùng với nhau, hầu như ở các trường tiểu học, nam và nữ đều học cùng nhau. Học sinh nam và nữ của cấp trung học và phổ thông sẽ học cùng nhau khoảng 2 đến 3 năm. Nhưng khi chương trình cứu những người dân tị nạn diễn ra, thì chúng tôi đã tách ra trường dành cho nam sinh và nữ sinh. Lúc đó đã có sự hỗ trợ rất lớn từ tăng đoàn. Và tiếp đến là chương trình dành cho người lớn. Chúng tôi đã lên kế hoạch chương trình đào tạo khác nhau, dạy những người dân tị nạn học tiếng Anh, học làm vườn và nghề thiết kế cảnh quan, hoặc không phải thiết kế thì chỉ học cách làm vườn, học thiết kế cảnh quan sân vườn, hoặc là học công việc dọn dẹp sửa chữa. Dạy cho họ biết công việc dọn dẹp và sửa chữa thì làm như thế nào, và sau đó giúp họ tìm công việc và nơi ở ổn định. Lúc đó người ta cho rằng ở California đang bị vỡ trận vì có quá nhiều người tị nạn đến. Vì vậy, một trong những thỏa thuận của chúng tôi đối với người tị nạn là họ phải sống ở Vạn Phật Thánh Thành. Nhưng không phải tất cả những người tị nạn đều đến. Vì vậy, chúng tôi phải giúp những người tị nạn này tìm việc làm và nơi ở tại các tiểu bang khác. Chúng tôi giúp những người tị nạn tái định cư, tìm được nơi sống và làm việc an ổn trên nước Mỹ. Sư phụ vô cùng từ bi. Tôi nhớ Ngài đã nói, chúng ta phải làm điều gì đó cho những người tị nạn này. Chúng ta nhất định phải giúp họ. Vào thời điểm đó, những người tị nạn không được đến Hoa Kỳ trừ phi được ai đó tài trợ cho họ, và cũng không có nhiều nhà tài trợ vào thời điểm đó. Và chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác là làm nhà tài trợ của họ. Lúc đầu, những người tị nạn mà chúng tôi tài trợ đều là những người đã trốn ra khỏi trại tị nạn và họ đã cùng đường. Ý tưởng giúp đỡ những người tị nạn của sư phụ là một việc làm vô cùng vĩ đại, nhưng tôi phải giải thích với sư phụ rằng, thưa thầy, con biết đây là một việc rất tốt, rất tuyệt vời, nhưng để thực hiện được thì quả thật rất khó khăn. Sư phụ nói, được rồi, hãy cứ làm đi. Việc này phức tạp khó khăn lắm. Sư phụ vẫn luôn nói, cứ bắt tay vô làm đi. Được rồi, đi làm đi. Ồ, có cần phải đi Washington không? Có cần phải đi Nhà Trắng không? Được rồi, cứ làm đi. Nhưng nó rất khó ạ. Không vấn đề gì. Thật ra điều tôi muốn nói là quan điểm nhất quán trước sau như một của sư phụ khi Ngài dạy dỗ chúng tôi luôn là con nên làm việc này thật tốt. Và nhờ có sự động viên gia hộ đó nên tất cả mọi việc chúng tôi cần làm được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhưng bạn không nên chấp quá vào nó. Bạn không nên chấp vào những việc mà bạn cần phải làm, nhưng bạn phải làm việc đó thật xuất sắc, và bạn cũng phải làm việc bằng một sự quyết tâm. Nếu như bạn đang lên kế hoạch giúp đỡ người tị nạn, bạn phải thông qua Bộ Ngoại giao mới có thể làm được việc này. Bạn phải làm việc có đầu, có đuôi, làm đến nơi đến chốn, không được dở dang. Vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch để giúp đỡ người tị nạn. Chúng tôi phải trải qua từng bước vô cùng gian nan, vất vả mới có thể hoàn thành đó một cách tốt đẹp. Bây giờ nói đến lý do vì sao
Bộ Ngoại giao lại cho chúng tôi thực hiện kế hoạch này. Thật sự nó có rất nhiều điều vi diệu, tôi không biết có ai biết không. Thực tế toàn bộ người tị nạn ở Mỹ đều thông qua cơ quan tư nhân sắp xếp, bố trí, chứ không phải thông qua chính phủ. Tôi nghĩ lúc đó có đến 9 cơ quan tư nhân phụ trách giúp đỡ cho người tị nạn. Họ đều là những người theo đạo Thiên Chúa và có những người không theo đạo nào cả. Trong các tổ chức này không có tổ chức nào theo Phật giáo hoặc là tổ chức của châu Á. Thời điểm đó có một vấn đề liên quan đến người xuất gia, đặc biệt là các nhà sư đến từ Lào và Thái Lan. Họ có lẽ chỉ xuất gia khoảng một tuần hoặc xuất gia một tháng. Tôi không biết là bạn có hiểu được không? Theo chương trình sắp xếp cho người dân tị nạn và nhập cư thì các nhà sư thuộc một đẳng cấp khác với những người dân còn lại. Vì vậy, việc phân biệt giữa người xuất gia ngắn hạn và những tăng sĩ tuân theo giới luật thực tế về những gì họ cố gắng thực hiện với việc nhập cư là không thể được. Ngoài ra, hầu hết những người dân tị nạn đến từ các khu vực này đều là Phật tử. Họ đến từ Campuchia và Lào và họ không có liên hệ gì với Phật giáo cả. Vì vậy mà họ bảo chúng tôi tạo một cơ hội để cho họ và các tín đồ Phật giáo được giao lưu với nhau. Cơ hội giao lưu với các tín đồ Phật giáo và cộng đồng châu Á. Suy cho cùng thì hầu hết người tị nạn đều đến từ châu Á và chúng tôi lẽ ra phải thành lập một văn phòng trụ sở tại Washington và New York. Nhưng vì địa điểm và chương trình cứu nạn người tị nạn đều ở New York, còn ở Washington, mọi thứ đều phải qua Bộ Ngoại giao. Vì vậy tôi đã sắp đặt một chiếc điện thoại trong phòng làm việc của tôi, cài khu vực số 202 và 212. Bằng cách đó, tôi sẽ biết được rằng cuộc gọi đến từ Washington hay New York. Sau đó tôi sẽ giả vờ như là tôi đang làm việc ở một trong hai thành phố đó. Và lúc tôi có một cái vé máy bay linh hoạt, mỗi tuần tôi bay một lần. Có những lúc tôi bay đến bờ đông 3 lần một tuần, rồi lại bay về. Chỉ cần ở thành phố đó có một cuộc hội nghị, tôi sẽ dùng vé máy bay linh hoạt đó đi, về về từ San Francisco. Tôi sẽ bay qua để họp và sau đó sẽ bay về vào ngày hôm sau. Vì vậy, mỗi tuần tôi luôn phải đi họp. Tôi bay từ New York đến Washington khoảng 5 đến 6 tiếng và sau đó bay trở về. Bạn biết rằng là tôi thường bay đi bay về đó. Nhưng tôi phải giả vờ là tôi sống trong tòa nhà ở phía sau khách sạn Gilly ở San Francisco và tôi cảm giác như đang làm việc tại văn phòng ở New York hoặc Washington. Và khi có người gọi điện đến, tôi nghe và nói: "Ồ, có việc gì vậy? Chúng tôi đang họp." Và tôi nói: "Ồ, vậy hả? Tôi sẽ qua đó." Vì thế mà chương trình tổ chức ra đã giúp đỡ được rất nhiều người tị nạn. Tôi nghĩ rằng sư phụ đã rất từ bi rồi. Chúng tôi đã đưa được nhiều người dân tị nạn đến Vạn Phật Thánh Thành. Ở trong Vạn Phật Thánh Thành có một tòa nhà lớn cho người tị nạn ở. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp phân bổ cho họ đến các nơi khác nhau. Họ sẽ phải hoàn thành khóa huấn luyện ở đây xong thì mới được phân bổ đến các nơi đó. Chương trình này kéo dài tầm 4 đến 5 năm. Chương trình tổ chức sắp xếp cho người dân tị nạn diễn ra vô cùng thuận lợi và chúng tôi lại một lần nữa đến tìm và thỉnh ý của sư phụ về một số vấn đề. Sư phụ có vô số vấn đề ngài cần phải xử lý. Tôi và một số người khác nữa cũng tương tự như thế. Tôi lãnh trách nhiệm quản lý tất cả những thứ phức tạp này, chạy tới chạy lui để xử lý và quan sát nhiều vấn đề khác nhau. Sau đó sư phụ bất ngờ đến và hỏi tôi: "Công việc sao rồi?" "Sư phụ, mọi việc vẫn ổn mà." Tôi nhớ có lần tôi báo cáo với sư phụ là công việc bận nên con bây giờ không có một chút tạp niệm nào xen vào được giữa suy nghĩ này và suy nghĩ khác của con. Trong ý niệm của con, cơ bản là không có bất cứ khoảng trống nào. Sư phụ nói: "Rất tốt."
Như vậy con sẽ không có vọng tưởng. Sư phụ nói là không nên để cho có bất cứ khoảng trống nào trong suy nghĩ của mình. Tránh vọng tưởng. Chuyến đi Malaysia lần đó thật thú vị. Cũng trong chuyến đi này, chúng tôi đã gặp được người dân chài Việt Nam. Những người dân chài này đang tìm cách trốn từ Việt Nam sang bờ biển Malaysia, nhưng họ bị chặn lại và không được lên bờ, lênh đênh trên biển. Và rất nhiều người bị chết đuối bởi vì vào thời điểm đó, ở Malaysia không chấp nhận người di cư. Và lúc đó sư phụ dường như rất xót xa. Tôi đã thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt Ngài và Ngài nói, chúng ta không thể để những đau thương này tiếp tục diễn ra. Chúng ta ở Vạn Phật Thánh Thành, có một nơi rộng lớn như vậy, chúng ta sẽ dọn chỗ và mời những người tị nạn này đến đó. Và từ đó, chúng tôi đã thành lập trung tâm hỗ trợ người tị nạn. Một lần nữa, chúng tôi cảm nhận được lòng từ bi của sư phụ. Lòng từ bi xuất phát từ tận tâm can của sư phụ đã thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Và có một người dân tị nạn hiện nay vẫn sống ở Vạn Phật Thánh Thành. Thượng Nhân Khai Thị ngày 17 tháng 2 năm 1991 tại California. Chúng ta đến thế giới này không sớm hơn mà cũng không muộn hơn. Nhưng chúng ta lại đến ngay thời điểm thế giới đang có chiến tranh để chứng kiến cảnh tượng căng thẳng của thế giới hỗn loạn này. Sự động loạn này, một khi đã chứng kiến thì hồn bay phách lạc, chứng kiến cảnh chết không toàn thây. Ở đây chúng ta mỗi ngày đều trải qua cuộc sống an ổn, thoải mái, có cơm ăn, có quần áo mặc, ngủ ngon giấc, cuộc sống trôi qua thật tự tại, an nhiên. Vì những điều tồi tệ chưa ập đến thân ta, nếu như những điều tồi tệ, khủng hoảng hay phiền não ập đến thân ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy bị phiền não đến chết. Mọi người nên tự cảnh tỉnh lấy, những cuộc bạo động chiến tranh này bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân đều là vì sự sân hận trong tâm ta tạo nên. Khi tâm chúng ta không khởi điều thiện lành, an vui, thì sẽ khơi dậy chiến tranh. Thượng Nhân Khai Thị ngày 28 tháng 8 năm 1993 ở Vạn Phật Thánh Thành. Tại sao tôi nói giáo dục là quốc phòng thực sự của nước nhà? Bạn có quả bom nguyên tử, bom hydro, súng laser. Tất cả những vũ khí này đều là có hại cho con người. Chiến đấu ra sức chiến đấu, tất cả đều là lấy độc để đấu với độc. Và nơi đây không có một chút an lành vui vẻ nào cả. Ở nơi đây đều là sát hại và hủy diệt con người. Đây là hành động tàn ác nhất mà con người tạo ra. Vì vậy tôi không dạy đấu tranh mà tôi dạy trung với tổ quốc. Vì nếu bạn muốn trung thành, bảo vệ tổ quốc của mình, thì bạn cũng phải yêu tổ quốc của người khác. Bạn không nên ỷ mình là cường quốc mạnh mà đi xâm lược các quốc gia yếu thế hơn. Bạn muốn yêu và bảo vệ quốc gia của mình, thì bạn cũng phải yêu và bảo vệ quốc gia của người khác. Không được dùng các loại vũ khí như binh đao để sát hại người khác. Vì vậy, quốc phòng thực sự của mỗi quốc gia là dạy cho mỗi người hiểu rằng đây là đạo lý, nguyên tắc cơ bản của một đất nước thực sự hùng mạnh. Nhưng những người trên thế giới đều bỏ qua điều này, chỉ chăm chăm chế tạo máy bay và đại bác, chỉ chăm chăm đi xâm lược quốc gia khác. Khi bạn xâm lược quốc gia khác, bạn muốn cướp tài sản của quốc gia đó, nào là vải vóc, quần áo, con cái của họ, và cướp luôn cả người dân của đất nước lân cận. Đây thật sự không phải là trung thành với đất nước của mình. Vì sao lại nói vậy? Bạn đi xâm lược quốc gia khác thì bạn nhất định phải sử dụng tiêu tốn một khối lượng lớn tài sản và sinh mạng của quốc gia mình. Khi hy sinh cả tính mạng và tài sản rồi thì bạn mới có thể chiếm được tài sản của quốc gia lân cận. Nhưng việc này đem lại mất mát tổn thất rất lớn. Khi mà bạn có được tài sản của quốc gia khác rồi thì được một mà mất 10. Trong tương lai,
Nếu các quốc gia khác cường mạnh hơn, thì họ lại đến xâm lược quốc gia của bạn. Cho nên việc đi xâm lược các nước khác, đó là việc không có chút trung nào với chính đất nước của mình, không trung thành. Vì vậy chúng ta hãy nên yêu đất nước của mình, yêu gia đình, yêu sinh mạng. Đây là tông chỉ giáo dục của chúng tôi. Tôi nhân cơ hội ngày hôm nay mà giảng cho quý vị nghe những điều như vậy. Ha ha ha,